Quý cô bác anh chị Đinh Tị thân mến, dù đục dù trong con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh, dù người phàm tục hay kẻ tu hành, vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm. Thưa cô bác anh chị Đinh Tị thân mến, có một con ốc sên nhỏ luôn giận mình vì cái vỏ cứng trên lưng, vừa nặng nề khó coi. Nó ngưỡng mộ con chim bay trên trời, có trời cao bảo vệ. Nó ngưỡng mộ con chùn dưới đất đen, có đất dày che chở. Nhưng mẹ ốc sên nói với nó, con không tựa vào trời, cũng không tựa vào đất, con nên tựa vào cái vỏ cứng trên mình của con, cái vỏ trên mình. Tuy không đẹp nhưng lại bảo vệ an toàn cho bản thân. Nếu chúng ta ghét bỏ chính mình và hâm mộ người khác, làm sao chúng ta có thể thành công? Quý cô bác anh chị Đinh Tị thân mến, tất cả phẩm chất của cô bác anh chị đều do tự chính cô bác anh chị xây dựng nên, phúc lạc người khác ban cho, cô bác anh chị không thể nương nhờ. Phải tự khẳng định mình, tự mình cố gắng tiến lên, tự tìm lấy phúc lạc, chỉ khi tự mình ngã quỵ trước mới có thể bị người khác đánh gục, cần tin tưởng vận mệnh đang nằm trong tay của chính mình. Từ khi ra đời, bản mệnh cô bác anh chị Đinh Tị dần dần cảm nhận được nhiều vấn đề nhân thế như sinh, lão bệnh, tử, thị phi giữa người với người, giàu nghèo, sang hèn, được thua, phiền não. Ngoài ra, còn một số vấn đề khác như quốc gia, xã hội, kinh tế, tình cảm, nhân sự. Một số cô bác anh chị rất dễ bị những vấn đề ấy đánh gục, một số khác thì không. Trên thực tế, việc lập thân ở đời, muốn không bị người khác đánh gục quả là điều không dễ dàng gì, bởi vì trong xã hội khắp nơi đầy rẫy những cạm bẫy. Đâu đâu cũng có kẻ ganh ghét cô bác anh chị, hãm hại cô bác anh chị, phát sinh những chứng ngại của thế lực đen tối. Muốn tránh khỏi những thế lực đen tối ấy, cô bác anh chị phải cẩn thận, chú ý không làm những chuyện thường luân bại lý, chỉ cần đầu thuyền ổn, cố thì không sợ sóng cả xô dồn bốn phía sóng gió trong xã hội càng lớn. Người có tài cán và liên tục học hỏi tiến lên, càng vững chãi tự nhiên không thể bị người khác đánh gục, bùn dơ có thể nuôi lớn hoa sen. Nhà nghèo có thể bồi dưỡng con hiếu khôn lớn, có thể tô luyện gang thép, cảnh khó có thể thành tựu vĩ nhân, đắng chát có thể ủ thành ngọt, phiền não có thể chuyển thành bồ đề. Cuộc sống như con sóng có bụng, sóng cũng có đỉnh. Sống những vất vả, tủi nhục ở thời điểm hiện tại mà cô bác anh chị đang phải gánh, cô bác anh chị hãy lấy đó làm niềm vui, bởi vì buồn hay vui thì bản mệnh Đinh Tị vẫn phải gồng gánh những điều bất như ý xảy đến với cuộc đời mình. Vậy tại sao không chọn sự tích cực mà đi? Nhân quả tin rằng với sự nỗ lực của mình, cô bác anh chị sẽ sớm ngày đạt được những điều mình mong muốn. Khi ở trên núi cao, cô bác anh chị hãy khoan ca lớn, khi ở nơi chỗ thấp cũng đừng rơi lệ, cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị và ngay bây giờ, không để quý cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa. Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị Đinh Tị cùng theo dõi nhé. Tính cách nam tuổi Đinh Tị có khí chất trầm lắng, khiến cho người tiếp xúc cảm thấy ghẻ lạnh, khó gần. Họ thích có nhiều tiền bạc, nhưng lại không thích công việc vất vả và cực nhọc. Họ là người có sự nhạy bén trong làm ăn, trong giao lưu, tiền bạc, nhưng không phải người rộng rãi. Tính cách nữ tuổi Đinh Tị là người có tính ổn định, nhưng lạnh nhạt, có đức tính kiên cường và làm việc có trách nhiệm, tính tình ôn nhu, nhưng hay tự ái. Người tuổi Đinh Tị có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ và cần cù. Họ sống rất thẳng thắn, trung thực và không lợi dụng bất kỳ ai. Người tuổi Đinh Tị có tinh thần tự lập trong mọi hoàn cảnh, họ không thích dựa dẫm vào người khác. Nhờ tính cách chăm chỉ, cộng với đầu óc nhạy bén và con mắt nhìn xa trông rộng, họ rất giỏi trong công việc kinh doanh. Họ nắm rõ đường lối và đề ra mục tiêu phấn đấu. Cuộc sống của người tuổi Đinh Tị không thiếu thốn mà có của ăn của để, không thua kém ai. Người tuổi này thường không ưa những nơi ồn ào, họ có sở thích đọc sách ở không gian yên tĩnh và thường quan tâm đến những vấn đề triết lý. Người tuổi Đinh Tị không thích xen vào chuyện người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống riêng tư của mình. Có thể nói, họ sống khá bí ẩn và kín đáo, tuy bề ngoài khá lạnh lùng. Nhưng người tuổi Đinh Tị rất biết quan tâm đến người khác, họ sống khá tình cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai có hoàn cảnh khó khăn, họ cố gắng làm nhiều việc thiện nhất có thể. Đa số người tuổi Đinh Tị có tình cảm chân thành, trong tình yêu họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên, trong tình yêu đôi khi người tuổi này có sự ghen tuông mù quáng, điều này khiến mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Đàn ông tuổi Đinh Tị thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình, họ trung tình, quan tâm và yêu thương vợ con hết mực, trong tình yêu họ rất lãng mạn. Cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tị luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu.
Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang truyền thống nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ. Họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thường nhẫn nhịn chịu thiệt về mình để giữ hòa khí trong gia đình. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Đinh Tỵ 1977 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, tinh thần lạc quan, sự nghiệp rộng mở. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, tháng này là một tháng khá tốt lành đối với người tuổi Đinh Tỵ, tinh thần lạc quan tích cực sẽ khiến bạn cảm thấy mọi vấn đề mình gặp phải không còn quá to tát nữa. Bạn sẽ sẵn sàng chinh phục những điều mình chưa từng biết đến, gặt hái những thành công nhất định cho mình. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bạn vốn là người thông minh, tài hoa, vì vậy bạn đừng ngại thể hiện điểm mạnh của mình và nhận những nhiệm vụ khó. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, thậm chí được cất nhắc lên những vị trí đầy triển vọng. Chuyện làm ăn diễn ra tương đối thuận lợi trong khoảng thời gian này, bạn có thể nhanh chóng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Tuy nhiên, khi các cơ hội mở ra trước mắt, bạn cần quyết đoán và nhanh chóng nắm bắt hơn, đừng chần chừ, do dự, cân nhắc quá kỹ càng, kẻo thời cơ rơi vào tay người khác. Cát tinh tử vi cho thấy, dù làm việc gì bạn cũng sẽ được hỗ trợ, vì thế hãy cứ yên tâm nhé. Tử vi sự nghiệp. Tuổi Đinh Tỵ tháng 11 năm 2023, sự nghiệp của người tuổi Đinh Tỵ có những bước phát triển đáng trông đợi trong tháng 11 âm lịch này, nếu biết sử dụng trí thông minh và tài hoa của mình thì chẳng có thử thách nào là quá khó vượt qua với bạn, thậm chí bạn còn có thể tự mở lối đi riêng, gặt hái được thành công ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Bản tính hiền hòa, biết cư xử, giúp bạn dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, gây thiện cảm với nhiều người xung quanh. Vì thế bạn không chỉ nhận được nhiều sự giúp đỡ khi vướng phải khó khăn, mà còn được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý. Điều duy nhất mà con giáp này cần phải thay đổi chính là bản tính do dự, thiếu quyết đoán của mình. Bạn cần tin tưởng vào năng lực của bản thân hơn để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi thời cơ xuất hiện. Tử vi tài lộc, tuổi Đinh Tỵ tháng 11 năm 2023. Tháng 11 năm 2023 âm lịch, con đường tài lộc cũng khá rộng mở đối với người tuổi Đinh Tỵ. Những thành công trong công việc giúp bạn được nhận một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn, tạo động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đem về nguồn lợi nhuận khả quan hơn. Đây là thành quả bạn đã lao động vất vả từ trước đó rất lâu mới có được, chứ không phải là công lao chỉ trong một ngày, một tháng. Tử vi tình duyên, tuổi Đinh Tỵ tháng 11 năm 2023. Theo tử vi tháng 11 năm 2023, tuổi Đinh Tỵ âm lịch, vận trình tình duyên của người tuổi Đinh Tỵ vẫn còn lắm thăng trầm. Bạn khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Song trước khi trách móc người khác, bạn cũng cần nhìn nhận lại chính bản thân mình. Tình cảm của những người đã lập gia đình có dấu hiệu phai nhạt ít nhiều trong khoảng thời gian này, có thể là vì bạn quá bận rộn với sự nghiệp, nên ít có thời gian quan tâm đến các thành viên trong nhà hơn. Bạn không nên để mặc tình trạng này tiếp diễn. Tốt nhất, hãy sắp xếp công việc để có thể cân bằng sự nghiệp với cuộc sống. Dù bận rộn đến mấy, vợ chồng cũng đừng quên trò chuyện tâm sự với nhau. Nếu ai cũng chỉ biết làm việc của người ấy, thì tình cảm đôi bên sẽ nguội lạnh nhanh chóng, cả bạn và người ấy đều sẽ cảm thấy rằng mình có thể sống mà không cần đến đối phương. Tử vi sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ tháng 11 năm 2023. May mắn là tình trạng sức khỏe của người tuổi Đinh Tỵ không có dấu hiệu suy giảm đáng ngại trong tháng 11 âm lịch này. Bạn vẫn có đủ sức để tiếp tục các công việc hàng ngày, thậm chí tinh thần lạc quan còn khiến bạn cảm thấy tràn trề sức sống, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách sinh hoạt, ăn uống điều độ, hạn chế tham gia vào các buổi tiệc tùng, xã giao, cũng như làm việc quá sức. Bạn cũng nên sắp xếp thời gian dành để rèn luyện thể dục thể thao, khiến cơ thể dẻo dai hơn. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Đinh Tỵ 1977 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, khai thông được bế tắc, quý nhân luôn đồng hành. Người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 12 năm 2023 âm lịch có nhiều khởi sắc đáng kể, đón nhiều niềm vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công nhờ có tam hợp che chở.
Những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông, con giáp này được quý nhân ở bên trợ giúp nên không còn điều gì phải lo ngại như trước nữa. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Về tài lộc, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc đang chuẩn bị ùn ùn kéo về nhà. Tài chính của bạn trong tháng Chạp khá lý tưởng và có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Đường tình duyên của tuổi này cũng thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Tử vi sự nghiệp, tuổi Đinh Tị tháng 12 năm 2023. Theo dõi tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc. Điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió, những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Tử vi tài lộc, tuổi Đinh Tị tháng 12 năm 2023. Trong tháng cuối cùng của năm này, tuổi Đinh Tị gặp được cục diện bán hợp trợ lực nên vận trình có nhiều khởi sắc khá rõ, phương diện tài lộc cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Bạn có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Con giáp này luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng hoặc một trào lưu mới. Con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, tuổi Đinh Tị sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Tử vi tình duyên, tuổi Đinh Tị tháng 12 năm 2023. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, với sự tác động tích cực từ tam hợp cục, đường tình duyên của tuổi Đinh Tị cũng thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng, bạn sẽ thấy mình có nhiều vệ tinh vây quanh hơn, điều này khiến Đinh Tị có nhiều sự lựa chọn. Song đôi khi chính điều đó lại khiến bạn do dự, thiếu quyết đoán, dù là chuyện tình cảm, nhưng đôi khi cũng phải lý trí để đưa ra lựa chọn sáng suốt và phù hợp với mình bạn nhé. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Tử vi sức khỏe, tuổi Đinh Tị tháng 12 năm 2023 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Đinh Tị tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên do tác động của Bạch Hổ hung tinh nên bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đồng thời, bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật. Trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa, tránh bị quá tải, tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, kẻo tự mình gây họa lớn. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 6 tháng 2 năm 1978 dương lịch thuộc tuổi Đinh Tị, cầm tinh con rắn. Sự kết hợp giữa thiên can đinh cùng địa chi tị mang ý nghĩa đầm nội chi xà, rắn trong đầm. Tuổi 1977, mệnh thổ, cụ thể là sa trung thổ, đất pha cát. Đối với nam mạng, năm Giáp Thìn 2024 có ngũ hành thuộc hỏa, có mối quan hệ tương sinh với hành thổ của tuổi, điều này tương đối cát lành đối với nam Đinh Tị 1977. Nếu xét về thiên can và địa chi, đinh gặp giáp thì bình hòa, tị với thìn cũng bình hòa với nhau, như vậy là rất tốt. Những điều này báo hiệu một cuộc sống yên bình, hanh thông trong năm 2024 đối với nam Đinh Tị 1977.
Để tận dụng tối đa vận khí thuận lợi, bản mệnh nên nỗ lực làm việc với tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, trung thực. Vận trình tử vi số mệnh 2024 của nam Đinh Tỵ khá suôn sẻ, được thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là thời cơ chín muồi để bản mệnh lên kế hoạch hiện thực hóa những dự định quan trọng của bản thân. Năm Giáp Thìn 2024, Đinh Tỵ nam mạng sẽ có con đường sự nghiệp tương đối bình ổn. Ở độ tuổi 48, công việc tuy không có những bước phát triển bứt phá, nhưng lại rất vững vàng. Làm tới đâu chắc thắng tới đó, đôi lúc công việc gặp trục trặc không như ý, nhưng với bề dày kinh nghiệm, Đinh Tỵ nam mạng có thể xử lý êm xuôi, tốt đẹp. Năm 2024 này, mệnh chủ nên duy trì những thành quả cũ. Trước các quyết định thay đổi thì cần có sự tính toán thận trọng, không nên liều lĩnh. Vận khí tài lộc của nam mạng Đinh Tỵ khá thịnh vượng trong năm 2024. Mệnh chủ may mắn có được nhiều cơ hội để tích lũy thêm nhiều tài sản, nguồn tiền tài dồi dào. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được đầy đủ, no ấm. Ở độ tuổi trung niên, Đinh Tỵ nam mạng nên hạn chế tiêu xài hoang phí, thay vào đó hãy cố gắng để ra một khoản dành dụng. Để tình hình tài chính luôn vững vàng, nam Đinh Tỵ nên kiểm soát chi tiêu, hướng về sống tiết kiệm, giản dị, thanh tịnh. Nam Đinh Tỵ sẽ có cuộc sống gia đạo hạnh phúc, đầm ấm trong năm 2024. Vốn là người ham công tiếc việc, mệnh chủ dễ đánh mất cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Nếu muốn giữ cho mái ấm luôn an vui, nên dành nhiều thời gian chăm sóc những người thân trong nhà. Tình cảm gia đình sẽ càng thêm khăng khít sau những khoảnh khắc vui vẻ bên mâm cơm nhà hoặc trong các chuyến du lịch. Ngoài ra, việc chủ động quan tâm, sẻ chia cảm xúc qua lời trò chuyện thân mật cũng giúp gia tăng tình thân. Người tuổi Đinh Tỵ thường sống nội tâm hay che giấu cảm xúc thật của bản thân. Nếu muốn hóa giải những hiểu lầm không đáng có, để mọi người càng thêm thấu hiểu lẫn nhau, mệnh chủ nên biểu lộ tâm tư tình cảm một cách rõ ràng hơn. Bước sang độ tuổi 48, cơ thể sẽ gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường thấy ở tuổi trung niên trong năm 2024. Mệnh chủ nên phòng tránh bệnh tật bằng cách khám sức khỏe định kỳ. Lời khuyên để có được sức khỏe dồi dào là lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học. Ngoài ra, các cách hoạt động thể thao vừa sức không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc mà còn nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Riêng với nữ mạng, tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977, nữ mạng, năm 2024 được dự đoán là an bình, thuận lợi. Khi có được thời vận suôn sẻ, cộng với sự nỗ lực của bản thân, mệnh chủ sẽ gặt hái được những thành quả ngoài mong đợi. Trong năm 2024, nữ Đinh Tỵ gặp nhiều điều suôn sẻ trong các khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt chuyện hôn nhân, gia đình được hạnh phúc viên mãn, gia đạo yên vui, hòa hợp. Mọi người yêu thương nhau, đó là điều ý nghĩa nhất đối với mệnh chủ ở thời điểm hiện tại. Người nữ tuổi Đinh Tỵ sẽ có vận trình sự nghiệp khá hanh thông trong năm Giáp Thìn 2024. Nhờ có đầu óc thông minh, nhạy bén, cùng với kinh nghiệm dày dặn, mệnh chủ đạt được vị trí vững chắc trong nghề. Ngoài ra, người tuổi này cũng có tài giao tiếp khéo léo, dễ tạo thiện cảm với cấp trên và đồng nghiệp. Nhờ có kỹ năng làm việc lâu năm và lòng tâm huyết với nghề, nữ Đinh Tỵ có thể dễ dàng vượt qua những trắc trở trong công việc. Nếu muốn tạo bứt phá trong sự nghiệp ở độ tuổi trung niên, nữ Đinh Tỵ cần hành động thận trọng, tính toán kế hoạch thật kỹ lưỡng. Năm Giáp Thìn, nữ mạng tuổi Đinh Tỵ có tài vận tốt, gặp nhiều cơ may để tích lũy tiền tài. Những cơ hội này chỉ thực sự được phát huy khi mệnh chủ làm ăn chính đáng, kiếm tiền bằng sự nỗ lực của bản thân. Để đảm bảo sự ổn định về tài chính, nữ Đinh Tỵ nên lập kế hoạch chi tiêu thông minh, không nên tiêu tiền một cách hoang phí. Mệnh chủ cần dành dụng những khoản tiết kiệm để đề phòng lúc cần sử dụng đến. Hơn nữa, năm 2024 là lúc nữ Đinh Tỵ nên chi tiêu nhiều hơn vào việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Năm 2024, nữ Đinh Tỵ vẫn hạnh phúc với cuộc sống, gia đạo an vui, đầm ấm. Đôi lúc mệnh chủ mải mê làm việc mà ít thể hiện tình cảm với người thân xung quanh. Dù có bận đến mấy thì cũng nên thường xuyên chủ động trò chuyện, sẻ chia cảm xúc với người nhà. Những chuyến du lịch vui vẻ hoặc mâm cơm gia đình ấm áp là những điều giúp tình cảm gia đình thêm khăng khít. Khi bất đồng chính kiến với người thân, nữ Đinh Tỵ nên thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân, nhờ đó những mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết, đồng thời tránh được những hiểu lầm không đáng có. Ở tuổi trung niên, phụ nữ Đinh Tỵ không nên chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân để có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, lạc quan. Mệnh chủ nên duy trì các thói quen lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ nhằm phòng ngừa bệnh tật. Chế độ ăn uống hợp lý kết hợp cùng với việc tập luyện thể thao sẽ giúp sức khỏe dẻo dai, duy trì vóc dáng thon gọn. Việc cải thiện sức khỏe tinh thần bằng cách suy nghĩ tích cực, lạc quan hoặc thiền định cũng rất cần thiết. Thưa quý vị, lời Phật dạy cách kiềm chế cơn giận
Chỉ cần nhẩm ba câu này để giữ tâm bình tĩnh, tiêu trừ rất nhiều ác nghiệp. Tức giận là một cơ chế phản xạ của con người khi đứng trước một sự việc không như ý. Tuy nhiên, việc tức giận quá mức sẽ dẫn đến ức chế tinh thần, khi không kiểm soát được ắt sẽ bộc phát, gây ra những hành động sai trái. Trong giáo lý nhà Phật, nóng giận luôn là một hành vi không bao giờ được khuyến khích. Dầu rằng bộc lộ cử chỉ phẫn nộ nhiều khi có thể làm dịu bớt sự bực bội trong lòng, nhưng chung quy nóng giận sẽ đem lại phiền não cho người giận cũng như cho người bị giận. Kinh Hoa Nghiêm có câu, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, nghĩa là một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Hai câu khác như, nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, tức là lửa giận hờn một khi đã phát ra, có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. Khổng giáo cũng nói, nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu, nghĩa là dằn được cơn giận trong một lúc thì khỏi ưu phiền cả trăm ngày. Bao nhiêu phiền não xảy đến đều do ta, chẳng biết rằng cơn giận mà ra. Phật khuyên ta nên lấy lòng từ bi và tính ôn hòa để thắng phẫn nộ, đồng thời ta còn phải thận trọng lời nói, giữ gìn ngôn ngữ cho nhẹ nhàng, đúng đắn và không bao giờ nên thốt ra những lời nặng nề thô lỗ làm đau lòng người khác. Lời Phật dạy rằng, ta nên bày tỏ nỗi khổ của ta một cách rất chân tình và thật thà với người mà ta đang giận, có như thế mới có cách giải quyết vấn đề. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thực ra, bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng.